Hiếp mới tậu cho Hiếp được ba chiếc xe mới nè. Bỏ đồ vô. Đúng rồi, bỏ vô. Rồi kéo đi. Kéo, kéo. Kéo ra con. Ồ, ba chiếc luôn. Xe sang xịn luôn. Đây nè nè, con rớt chiếc rồi, rớt chiếc rồi. Rớt chiếc nè. Cho mẹ ăn chiếc được không? Cho mẹ ăn chiếc nha. Nha. Đây nè. Nè, đây một chiếc nè, cầm, cầm. Cầm, rồi đây. Đang chiếc nè. Cầm đi. Rồi kéo. Đâu nữa? Kéo hả? Chạy. Cho mẹ hả? Rồi. Rồi kéo kéo. Kéo. Con kéo đi. Nè con kéo đi nè. Chạy đâu á? Ghê không? Lạng ghê không? Em lạng ghê chưa? Rồi leo lên ngồi đi cho bể đồ chơi. Rồi làm hai xe đó hả? Trời đi ngược luôn. Nó nói gì trời? Nó nói gì vậy? Ấp dịch được luôn á. Kinh rau nữa. Rồi kéo đi. Được rồi, kéo được rồi đó. Rách luôn bây giờ đó. Mày gì vậy? Rồi đi đi. Rồi đi đi. Rồi 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 đi đi. Đi liền heo.